lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mát mát bên như sao diệu giật giơ, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ yên giấc, mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội reo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm, tiếng ru êm đềm mẹ hiền nắm chan chứa trên bao xóm làng gần xa, tình mẹ dâng tới trăng nhan đứng lặng để nghe, lời ru sao xuyên núi đôi suối dương dặm tre, sóng ven Thái Bình một lòng nuôi nâng vỗ về những ngày còn thơ, một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca, mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mòi, khắc ghi bên lòng con trẻ muốn lòng thơ ấu của anh gì khi thức trắng đêm, bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc chót đành đẫn sương, dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu, dù khi mưa gió tháng ngày trong đời
Đại hàm giáp thịt điện
lên dân hương và đi vào bên phải về phía sau linh kiện để tưởng nhớ hương hồn của bà cùng gia đình tan quyến. Sau khi thắp nhang xong, xin mời đại diện trưởng đoàn ngồi đầu bàn ghi sổ tang, xin chân thành cảm ơn. Phòng bảo vệ an ninh, bộ tổng tham mưu chuẩn bị vào viên. Bộ tổng tham mưu do đồng chí Nguyễn Trung Hiếu đại diện,
đến ký viên. Xin chân thành cảm ơn các ông các bà hội đồng hương huyện Yên Lạc thành phố Hải Phòng, các đồng chí phố Hồ Chí Minh đến kính viếng và chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Trách nhiệm hữu hạn Tân Hưng do ông Nguyễn Văn Nguyên làm trưởng đoàn đến kính viếng và chia buồn cùng gia đình, mời đoàn vào viếng. Có bà con hàng xóm láng giềng khu phố 2, phường 11, quận 5 do bà Trần Thị Hiền đại diện làm trưởng đoàn. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng và kính mời chi bộ khu phố 15, ban điều hành, ban công tác mặt trận khu phố 15, phường 13, quận Tân Bình chuẩn bị vào viếng. Cụ bà Nguyễn Kim Hình nay có chi bộ khu phố 15, ban điều hành, ban công tác mặt trận khu phố 15, phường 13, quận Tân Bình do đồng chí Nguyễn Xuân Quý làm trưởng đoàn đến kính viếng và chia buồn cùng gia đình. Mời đoàn vào viếng. Thể thao quận 5 chuẩn bị. Trung tâm văn hóa thể thao quận 5 do đồng chí Ngọc làm trưởng đoàn đến kính viếng và chia buồn cùng gia đình tang quyến. Bộ phận bê hoa chuẩn bị. Đến kính viếng và chia buồn cùng gia đình tang quyến. Mời đoàn vào viếng. Ban liên lạc khu tập thể quân đội 1A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hà Nội vào viếng. Kim Thịnh nay có ban liên lạc
khu tập thể quân đội 1A Hoàng Văn Thụ, thành phố Hà Nội, do đồng chí đại tá Mai Xuân Đức đại diện làm trưởng đoàn. Vô cùng thương tiếc cùng bà Nguyễn Kim Thịnh, nay có gia đình thông gia, cháu lại đến thỉnh viếng. Xin mời nhóm bạn của Kim Thanh vào viếng. Xin mời nhóm bạn của Kim Thanh chuẩn bị vào viếng. Xin mời đoàn lên dân hương và đi vào quân linh kiện. Xin mời gia đình nhà bà Đàm, thành phố Hải Phòng, ở Hải Phòng đến dân hương và chia buồn cùng gia đình đang quân. Mời gia đình vào viếng. Vô cùng thương tiếc của bà Nguyễn Kim Thịnh, nay có các cháu trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật ô tô khóa 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng ban liên lạc làm trưởng đoàn đến kính viếng
và chia buồn cùng gia đình. Các cháu trưởng sĩ quan chỉ huy kỷ luật ô tô khóa đường tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai, không quản ngại đường xá xa xôi, điều lời động viên chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia đình các quý. Sau khi thắp nhang xong, xin mời toàn thể quý vị ra phía ngoài đền xá một cụ bà và chia buồn cùng gia đình. Xin mời gia đình cháu Việt chuẩn bị vào viếng. Xin trân trọng và kính mời Hồ Đồng Môn, niên khóa 78, Nguyễn Đức Cảnh, Kiến Thủy, Hải Phòng, do chị Nguyễn Thị Liên đại diện Hồ Đồng Môn làm trưởng phòng đến kính viếng và chia buồn cùng gia đình tăng quyến. Xin trân trọng và kính mời các cháu Quân, Tiên, Quân chuẩn bị vào viếng cụ Nguyễn Kim Thành. Nay gia đình các cháu Quân, Tiên. Đêm về lạnh lùng buồn thiêu, đời lắm ưu phiền giông tố triền miên. Từ lúc xa cách mẹ yêu, đời con đau thương thật nhiều, đắng cay chậm chiều nặng chiếu vai con. Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm, lời ru êm đềm tha thiết từng đêm. Dù cho gian nan khổ đau, mẹ không than van một lời, để không một lời mẹ đã xa rời. Mẹ ơi sao mẹ đành bỏ con, trong lúc tuổi còn non như chim con mềm cánh. Đời con mất mẹ tuổi còn xanh, khăn tang con lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ cho con trong cánh đời nổi trôi, bơ vơ con lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi hương trầm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Thank you.
mẹ ơi hương trầm trước mộ nguyện xin. Mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài nhớ thương muôn đời, ôi nhớ thương hoài. Nhớ thương mẹ của con. Hỏi đâu thằng thân
của bà Nguyễn Kim Thịnh. Nay ban liên lạc ngành xe máy binh chủng thông minh liên lạc phía Nam do anh Lê Hiệp làm trưởng đoàn. Hãy
ngày bầu bi nghén thai đến khi lâm bồn quặng đau khốn xiết, từ ngày tập bò biết đi đến khi nên người bước chân ra
về thăm mẹ, mà mẹ như cây lá giữa trời giông. Mẹ ngồi nghe mưa gió đổ sao vương, lưng mẹ cong còn quặn nỗi nhớ thương. Bao tháng ngày còn xa hình bóng mẹ, bờ dẫu thưa mẹ có đứng chờ trông, lòng mẹ cầu giang đóng đinh, cầu tre lắng lẽo gập ghềnh mà khó đi, gập ghềnh mà khó đi. Lâu lắm rồi con không về với mẹ để được nghe mẹ hát tiếng âu ơ, để dành thắp nén hương cho bà
Ban lễ tang xin mời anh chị Ngọc quanh linh phủ vào. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ.
bạc tháng ngày. Mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dài, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lắm hoạn nạn, lòng tin con mình xứng thành người dân. Chiều chiều bên líp lều tranh, mẹ tôi đứng đợi đàn con, lòng người mong ước ngày sau đàn con xứng thành người dân. Nhưng nay con đã nên người thì nay còn đâu ba mẹ hiền xưa. Hội đồng hương Thủy Nguyên tại Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam, do ông Vũ Đình Thắng, chủ tịch hội làm trưởng đoàn. Sau khi thắp nén hương cho bà, ban lễ tang xin mời khách viếng một vòng quanh linh cữu bà. Thank you.
Dĩ chú điệp đôi đan thuyền dũng văn phổ
Về hướng thái dương, đường lộ biên.
sắc vạn đồng. Ta chỉ quen khắp sát ta. Thank you.
cạo lục căn tính tự minh. Thank you.
nhẹ nhàng đưa lối
trong đèn mờ. Thank you.
hướng đi Việt Nam Quốc. Số 164 Trần Văn Dư, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đi bù quán xin được từ được à phụng pháp chúng ta thu thiên còn là lâm chi quan tấn chúng ta phan văn miếu từ ân đạo nghĩa độ văn tình kỳ ân siêu dương cánh phát đàn kim ma viễn ca kim ma thần ca nha chủ hiếu nam lê suy lòng lê lâm hiếu ma nữ lê thị kim thanh lê thị lan la anh lê thị lan hương lê thị vân anh hiếu ma tế lê về cuộc đời của cụ bà Nguyễn Kim Thịnh.
sinh năm 1939, quê quán Hà Nội. Cụ bà được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức mẫu mực. Thời kỳ kháng chiến, cụ đã từng là y tá, công tác tại Ủy ban Phát thanh Truyền hình Việt Nam số 58, phố Quán Sứ, Hà Nội từ năm 1961. Năm 1982, cụ chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh công tác tại Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, khu vực phía Nam. Đến năm 1984, cụ được nhà nước giải quyết nghỉ hưu theo chế độ và được hưởng mức quân hàm thượng úy quân nhân kinh nghiệm. Với gia đình, cụ bà Nguyễn Kim Thịnh là hậu phương vững chắc cho chồng bà là đại tá Lê Duy Lưu, cùng giỏi việc nước, đảm việc nhà, sống cần kiệm, liêm chính, hy sinh cho chồng con. Cùng sinh được 6 người con, các con của cụ nay đều đã yên bề gia thất. Với các con, cụ luôn là người mẹ mẫu mực, bao dung hết lòng vì con cái. Với bạn bè, người thân và bà con hàng xóm láng giềng, cụ luôn hòa nhiệt tình, được mọi người quý mến. Cụ Nguyễn Kim Thịnh do tuổi cao, bệnh già, sức khỏe yếu nên không qua khỏi. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng và vĩnh biệt chúng ta vào hồi 11:39 ngày 19 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng 9 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 86 tuổi. Kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị, chỉ còn ít phút nữa thôi, cụ bà Nguyễn Kim Thịnh sẽ vĩnh biệt chúng ta về với tổ tiên, về với cõi vĩnh hằng. Cụ ra đi, các con mất đi người mẹ hiền, mẫu mực, đáng kính. Các cháu mất đi người bà hiền hòa, bao dung. Gia đình và người thân mất đi một trụ cột vững chắc, một chỗ dựa tinh thần không gì có thể thay thế được. Cụ gia đình xóm giềng mất đi một người bạn chân tình, cởi mở, một cây cao bóng cả tỏa mát cho đời. Kính thưa gia đình tang quyến, trong giờ phút tiếc thương vô hạn này, chúng ta xin kính đưa cụ bà Nguyễn Kim Thịnh về cõi vĩnh hằng. Chúng tôi được xin được chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát lớn lao này. Trước bàn thờ hương khói để tưởng nhớ hương hồn và vĩnh biệt bà cụ, chúng tôi đề nghị tất cả quý quan có mặt trong phòng tang lễ dành cho cụ một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng kính mời. Mẹ và tôi vừa qua đời, đây là một sự thất cơ vô hạn đối với các con và các cháu. Thay mặt gia đình, chúng tôi xin phải cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các cơ quan ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, quý bà con cô bác, anh chị hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa và gửi lời chia buồn đến gia đình chúng tôi. Tôi cũng xin cảm ơn đến ban tang lễ nhà tang lễ quốc gia
những người đã giúp đỡ và hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự cho bà mẹ chúng tôi một cách chu toàn trang trọng. Trong lúc tham gia buổi hội sẽ không tránh khỏi những điều sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và tha thứ từ quý vị. Một lần nữa, thay mặt gia quyến, tôi xin chân thành cảm tạ. Xin cảm ơn gia đình đang quyến. Từ khi hay tin cùng bà Nguyễn Kim Thịnh rời khỏi tạm, đã có rất nhiều đồng đội, đồng chí, đồng nghiệp, bà con cô bác gần xa đã gửi tới gia đình lời cảm thông, động viên, chia buồn sâu sắc, sự cảm mến, kính trọng, tiếc thương cụ bà Nguyễn Kim Thịnh từ giả khỏi trần để ra đi về việc cực lạc cùng với cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức lễ tang, xin mời gia đình đăng quyến cùng quý ông bà, cô bác anh chị và toàn thể các đồng chí lên thắp nén nhang đầu tư lần cuối cùng và đi vòng quanh linh kiện để tiễn biệt và tiễn đưa cô bà Nguyễn Kim Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Thank you.
động quân công phu vào lần về máy quân và di quân. Thank you.
chiếc lá nhẹ rơi trên sân nhà, lặng chiếc lá lòng tôi nhớ mẹ ngày nào xa xôi có bóng dáng sớm chân gian.
gia đình Tam Quyến lời chia buồn thành kính và sâu sắc nhất của ban lãnh đạo Hoàn Trang cũng như của toàn thể cán bộ công nhân viên nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây xin phép các đồng chí, quý vị quan khách và gia đình Tam Quyến, tôi xin phép được cử hành lễ an táng. Lễ an táng cụ bà Nguyễn Kim Thành, sinh năm 1939, quê quán Thủy Khuê, Ba Đình, Hà Nội, đã bắt đầu. Kính thưa các đồng chí, quý vị, đại diện cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, bà con khu phố, bạn bè, thân bằng quyến thuộc gần xa, gia quyến của bà Nguyễn Kim Thành. Thưa các đồng chí, cùng toàn thể quý vị, cụ bà Nguyễn Kim Thành là thượng úy quân đội nhân dân Việt Nam, bà ấy là cán bộ y tế thuộc Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Trong quá trình công tác, bà đã được nhà nước tặng thưởng nhiều bằng khen và giấy khen. Vì tuổi cao sức yếu, cụ bà Nguyễn Kim Thành đã bị thực hiện chúng ta và thanh thản ra đi vào hồi 11:39 ngày 19 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày 17 tháng 9 giáp thìn, hưởng thọ 86 tuổi. Vẫn biết rằng sinh là một bệnh tử, là quy luật của cuộc sống. Vậy nhưng sự ra đi của bà đã làm cho toàn thể gia đình, người thân, các con các cháu bàng hoàng, ngỡ ngàng, không có tin và không dám tin đó là sự thật. Bà mất đi, gia đình mất đi một người thân yêu nhất, các con mất đi một người mẹ hiền dịu hảo tận, các cháu mất đi một người bạn nhân hậu, khu phố lối xóm bạn bè mất đi một người bạn chi kỷ, sống luôn có tình có nghĩa. Chị của các con các cháu là một người mẹ, người bà nhất mực thủy chung. Bà thủy chung với cụ ông, người bạn đời chim ngọt sẻ bùi, gừng canh muối vàng trong những tháng ngày vất vả gian lao. Bà thủy chung với quê hương, với đất nước như dòng sông Hồng quê hương bà sinh ra, mãi mãi trường tồn cùng thời gian. Bà thủy chung với cách sống ngũ mực mà mỗi người con người cháu phải coi đó là một tấm gương soi suốt đời mình. Xin bà hãy yên lòng thanh thản ra đi như gặp hoa tây yên sâm mật ngọt cho đời. Và tấm lòng của bà, một tấm lòng vì đời, vì người, xin hãy trải rộng tình nhân ái bao dung. Cõi vĩnh hằng xin bà linh thiêng phù hộ cho gia đình, cho mọi người, cho các con các cháu bình an mạnh khỏe. Chốn dương gian mọi người vẫn mãi mãi nhớ và tự hào về bà như nhớ về một người mẹ, người bà nhất mực thân thương. Mẹ có nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Mẹ không sống đủ 100 năm nhưng đã cho con dư giả nụ cười và tiếng hát. Chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con, là khi mẹ không còn. Hoa hồng đỏ tự nay hóa trắng. Trong giờ phút đau thương chia ly vĩnh biệt này, thay mặt cho ban tổ chức tang lễ ban quản trang nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin kính đề nghị các đồng chí, quý vị quan khách và gia đình đứng bên lưng cũ của cụ bà Nguyễn Kim Thành, chúng ta hãy dành riêng một phút để kính cẩn vĩnh biệt bà và cầu chúc cho hương hồn bà gia tiên được thanh thản về cõi vĩnh hằng, để cùng đoàn tụ với cụ ông, người bạn đời mà bà thương yêu nhất. Vĩnh biệt cụ bà Nguyễn Kim Thành, nguyên thượng úy quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên cán bộ y tế Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Và tôi cũng xin phép thay mặt cho toàn thể gia đình cụ bà Nguyễn Kim Thành, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí, quý vị quan khách, đại diện cho các cơ quan, ban ngành đoàn thể, bà con khu phố, bạn bè thân hữu đã có chút thời giờ quý báu, không quản đường xa xa xôi, thời tiết mưa gió, dành thời gian nghỉ cuối tuần đến và tiễn đưa cụ bà Nguyễn Kim Thành về
về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang chính sách thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi tổ chức lễ an táng, lễ tư tiễn, nếu gia đình Tăng Quyến và ban tổ chức tăng lễ chúng tôi có tiểu chi sơ suất, rất mong nhận được sự thông cảm, lượng thứ và chia sẻ của các đồng chí cũng như của toàn thể quý vị quan khách. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể quý vị, kính thưa hương hồn cụ bà Nguyễn Kim Thành kính mến, hôm nay đây trong giờ phút đau thương chia ly vĩnh biệt này, đứng bên hương cứu của bà có tất cả gia đình, người thân, các con, các cháu của bà, tất cả không nói được lên lời, chỉ biết ngậm ngùi dâng lên bà một nén nhang thôi thay cho lời vĩnh biệt. Cầu mong hương hồn bà sớm siêu thoát về cõi bình an để cùng đoàn tụ với cụ ông, người bạn đời mà bà thương yêu nhất. Chỉ còn mấy phút nữa là chúng ta sẽ phải vĩnh biệt cụ bà Nguyễn Kim Thành mãi mãi. Vậy tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí, quý vị, quan khách và gia đình chúng đồng bào dâng nén nhang thay cho lời vĩnh biệt. Xin trân trọng kính mời. Bao la vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời,
tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời soi một kiếp dòng trời, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sát tơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng trời, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá sắc tơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, ta thường niệm tâm ta là Phật Kim Tâu, vì Việt Nam quốc Hồ Chí Minh thành phố hòa nghĩa trang, thành phố cũng chỉ đi siêu phúc minh trường cầu bản mệnh ra nội bình kiêm vị à, lấy chủ trưởng y nam lê di long y à chết đập quê à đàn tràng hương hoa đăng trà quả thực lễ vi cung tiến chư sĩ thần linh thủ hộ bộ phần vì a xia huy à bạt độ chân minh cũng vượng y à bát thập lục tế tạ thế vô giác thiền liên nguyện chư Phật văn kinh thính pháp tốc xả mê đồ siêu sinh tịnh độ.
mô đang chủ khiến thành khởi lễ chư vị thần linh người cổ đời chân đề xa và hà đông mô đa đa đấm tâm yêu tâm bồ đà mãi ra